Một trong những nguyên nhân khiến bạn quách không ra lông hoặc là không sạch lông, nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do độ dài của lông. Chiều dài lông quá ngắn thì sáp sẽ không thể nào bám được hết nên những sợi ngắn sẽ còn ở lại. Độ dài râu như bạn mẫu trong video là rất là ngắn. Bạn ở xa và yêu cầu nhà Mia quách được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nên là dù cho mình có dặm lại lần 2 thì râu cũng không thể nào sạch được hoàn toàn 100%, những sợi ngắn nó vẫn còn ở lại nè. Mọi người tự quách tại nhà thì nên để chiều dài lông thích hợp là từ 0,6 đến 1 cm. Với vùng râu thì tầm 4 đến 5 ngày sau cạo là thời điểm thích hợp nhất để quách nè. Mà công nhận gốc râu của bạn mẫu này khá là sâu luôn á, nhìn mê dã man luôn. Nhà mình có hướng dẫn chi tiết đi kèm nên trước khi quách bạn nhớ đọc kỹ hướng dẫn nhé.